Kinh văn. Các ông là hàng thanh văn hẹp hòi, không hiểu biết, không thông đạt được thực tướng thanh tịnh. Nay Như Lai bảo ông phải biết chiêm nghiệm, không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: Các ông là hàng thanh văn, các ông là hàng nhị thừa, hiểu biết hẹp hòi, tâm của các ông cạn cợt và nhỏ nhoi. Trí thức của các ông rất thấp kém, các ông hoàn toàn vô trí. Hàng thanh văn các ông chỉ biết lợi mình mà không biết làm lợi lạc cho người khác. Các ông chỉ biết đến mình mà không đối hoài khổ đau của các loài chúng sinh khác. Các ông là hàng ngã không A-la-hán. Vô minh là không có trí huệ chân chính. Tri thức nói ở đây tuy vậy không phải là tri kiến của hàng phàm phu, mà là trí huệ chân chính của Phật Pháp Đại Thừa. Các ông không có trí huệ chân chính của Phật Pháp Đại Thừa, điều này cũng liên quan đến đệ nhất nghĩa của Đại Định, Di Diệu Thủ Lăng Nghiêm. Hàng thanh văn các ông không thể nào hiểu biết được điều này, và không thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Thông đạt có nghĩa là nhận thức được. Nay tâm các ông chấp trước nặng nề, tâm phân biệt các ông tạo ra quá lớn, nên các ông cần phải nhận biết những tinh túy của giáo lý Đại Thừa là Phật Pháp Đại Thừa, tức thật tướng thanh tịnh. Thật tướng là gì? Thật tướng tức vô tướng. Đây là giải thích thứ nhất, mà không vực nào là không có thật tướng. Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật tướng, đó là ý nghĩa thật tướng tức vô tướng. Và không vực nào là không có thật tướng. Nghĩa thứ ba là vô tướng mà không có vực nào chẳng phải là thật tướng. Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật tướng. Thế nên thật tướng là bản thể của các pháp. Thế quý vị có muốn tìm thấy thật tướng vì nó là bản thể của các pháp chăng? Rốt ráo nó giống như cái gì? Quý vị không nhìn thấy nó được, như thể nó được gán cho cái tên thật tướng thế thôi. Như Lão Tử nói: Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nếu có thể nói về đạo của mình, nếu quý vị có thể giải thích được đạo ấy, thì đó không còn là đạo thường hằng nữa. Danh khả danh, phi thường danh. Nếu quý vị có một cái tên để gọi ra, thì đó không còn là cái tên bất diệt nữa. Rồi ông nói thêm: Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Triết học của Lão Tử là như vậy. Những gì tôi trình bày hôm nay là giúp cho quý vị dễ hiểu giáo lý mình đang học hơn. Thật tướng tức là chân không, và cũng tức là diệu hữu. Quý vị cho rằng chân không là hư không chăng? Không phải. Vì trong chân không xuất sinh diệu hữu. Diệu hữu chắc chắn không phải là sự hiện hữu. Thông thường, chân không chẳng phải là hư không, và diệu hữu không phải lúc nào cũng hiện hữu. Vì nó không thực có, nên được gọi là diệu hữu. Thực tướng cũng có đạo lý y như vậy. Nếu quý vị thông đạt được nghĩa này, thông suốt được việc nhỏ thì thông suốt được hết mọi việc. Thế tự tánh của quý vị giống như cái gì? Tự tánh giống như hư không. Quý vị nói xem, trong hư không có vật gì chăng? Có rất nhiều thứ trong hư không, nhưng quý vị không thấy được. Sự hiện hữu trong hư không gọi là diệu hữu. Tướng không trong hư không chính là chân không. Vì chân không chẳng phải không, nên được gọi là diệu hữu. Vì diệu hữu mà không hiện hữu, nên gọi là chân không. Hai tên vốn chỉ là một. Tuy nhiên, khi quý vị quán chiếu thâm sâu, thì sẽ thấy một tên cũng không có. Đặt cho nó một cái tên cũng như gắn thêm trên đầu một cái đầu nữa. Quý vị nói: Đây là chân không, đây là diệu hữu, đây là thực tướng. Điều ấy càng tăng thêm chấp trước nơi quý vị. Vì bản thể chân thật của các pháp vốn không có một thứ gì cả. Khi quét sạch tất cả các pháp, tức là xa lìa được các tướng. Như văn kinh trước đã nói: Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Lìa tất cả các tướng thế gian, tức là pháp.
Nhưng nhiều người không thể nào tự mình xa lìa được các tướng thế gian này, và vì họ không thể nào tự xa lìa được các tướng thế gian này, nên họ không thể nhập được vào các pháp. Tôi có thể xa lìa được các tướng. Quý vị nói, tôi không chấp trước một thứ gì cả. Quý vị không chấp trước một thứ gì cả hay chăng? Như một lát nữa đây có trận động đất, quý vị có sợ hãi không? Tôi tin ở đây có rất ít người bối rối khi động đất đến, chỉ vì chúng ta không chịu xa lìa các tướng. Nếu chúng ta có thể xa lìa được các tướng, thì dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, quý vị cũng không hề lay động. Người đã chuyển được vực rồi thì chẳng sợ hãi khi gặp điều gì. Nếu quý vị không sợ hãi thì chẳng có cảnh giới nào cả, làm sao mà các cảnh giới kia còn tồn tại được nữa? Sao còn có các ma chướng được nữa? Sao ma dương còn có thể đến quấy rối định lực của quý vị được nữa? Chỉ vì quý vị dao động nên ma có dịp lẻn vào ngay. Nếu quý vị không dao động, chẳng có ma nào tìm được cách để chen vào quý vị. Chẳng có câu chú nào mà nó đọc lên để làm lay động quý vị cả. Quý vị sẽ nói, thế tại sao ma đăng già lại đọc được thần chú để mê hoặc A Nan? Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chỉ vì A Nan không có định lực. Nếu A Nan có định lực, nếu A Nan có đại định Thủ Lăng Nghiêm, thì có lẽ chẳng cần Đức Phật phải nói kinh Thủ Lăng Nghiêm hoặc thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị và tôi bây giờ có lẽ khỏi cần phải nghe hay học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên đó là nhân duyên. Nhưng nếu ai đã có định lực, bất luận cảnh giới nào sinh khởi, họ vẫn không hề lay động. Này Như Lai bảo ông, Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông phải biết chiêm nghiệm. Đây không có nghĩa là loại suy nghĩ thông thường mà A Nan đã sử dụng và trình bày từ trước. Chữ thì giống nhau, nhưng nghĩa của nó từng lúc có khác. Biết chiêm nghiệm, đây có nghĩa là A Nan phải nên dùng chân tâm mà quán chiếu tường tận, chẳng phải là đem thức tâm để phân biệt. Không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Đừng làm biếng và thiếu nhiệt thành, đừng hời hợt hoặc đại khái qua loa. Đừng lẩn quẩn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Ông nên diệt phục như thị, chú tâm và đặc biệt ý thức đây là con đường dẫn đến sự giác ngộ nhiệm màu. Đó là Thủ Lăng Nghiêm diệu định. Nếu ông có được Thủ Lăng Nghiêm diệu định, thì ông có thể đi trên con đường dẫn đến quả vị giác ngộ nhiệm màu, có nghĩa là quả vị Phật. Chư Phật được gọi là diệu giác, và chư Bồ Tát được gọi là đẳng giác. Bồ Tát cũng có đủ năng lực đạt đến diệu giác. Có 55 giai vị từ thanh văn, Bồ Tát thẳng đến quả vị diệu giác. 55 giai vị sẽ được giảng giải trong phần sau của kinh văn. Ha ha ha, 问三摩地娑。